Võ sĩ Ngô Minh Phong Đắk Lắk và võ sĩ Nguyễn Tuyền Cường Bình Định, hai võ sĩ chuẩn bị. Lui, căng đường pháp lui, không có đứng lại. Để trước động che mắt lại, tha lui pháp, tỉa. Wow, càng dễ đó. Xin chào. Di chuyển đánh, không có đi vào luôn đâu. Tạt xoay. Stop. Di chuyển tạt xoay, học tay trước ra. Chủ động lên trước, hoạt động lên. Stop. Lùi ra. Ghé trong tay. Trao động em, xúc sau xuyên trước. Xô đi. Mày đứng lại, Cao ơi, Cao, lùi xúc sau xuyên trước. Chạy đi! Tạt trái, tạt phải. Và phát tạt qua bên phải. Đẩy ra. Rất thẳng phải, xuyên trái. Làm đi. Chủ động lên. 1, 2, tấn công luôn. 1, 2, sau rồi người ta vào lui phản. Đúng rồi. Chỉ ra. Hang around. And final round. Ladies and gentlemen, the winner has this decision in the third round. The next match